Chúng ta làm câu đề học sinh giỏi tỉnh Lào Cai năm học 2011-2012. Đề cho như sau. Đốt cháy hỗn hợp gồm có carbon và lưu huỳnh trong khí oxy dư. Ở đây mấu chốt người ta cho oxy dư. Oxy dư thì carbon và lưu huỳnh sẽ vẫn hết. Chúng ta sẽ thu được hỗn hợp khí A. Như vậy đầu tiên này. Đầu tiên em sẽ có phương trình như sau. Carbon và lưu huỳnh tác dụng với oxy thì không cần thứ tự. Carbon tác dụng với oxy để biến thành CO2. Lưu huỳnh cộng cho oxy để biến thành SO2. Rồi. Chúng ta sẽ thu được hỗn hợp khí A. Khí A chúng ta thu được gồm gì? Thì chúng ta biết là CO2 và SO2 của chúng ta đều là chất khí. Được chưa? Như vậy khí A chúng ta thu được gồm có. Thế bạn khí A gồm gì? Uyên nào? Khí A gồm mấy khí em? Khí A gồm mấy khí? Dạ, hai thầy. Thôi, rớt. Cái gì đây? Thấy thầy thấy từ chữ chưa? Dạ. Ba nha. Cứ sai đi vì cuộc đời nó cho phép thầy cho em sai thoải mái. Rồi thầy đến chính sau. Rồi. Giờ ta chia làm hai phần bằng nhau. Phần 1 cho khí A tác dụng với NaOH thu được dung dịch B và khí C. Ở đây người ta mấu chốt ở đây này em nghe kỹ này. Ở đây người ta không nói rõ hay ghê tiệt ta. Trong trường hợp này người ta không nói rõ là cái NaOH có dư hay không. Được chưa? Bởi vì chúng ta biết là khí oxit axit tác dụng với ba giờ cần nhất là có từ dư nằm ở đâu. Bây giờ chúng ta coi thử này, quá trình B đi đâu nữa? Cho cái C qua thằng này nung nóng. Rồi, cho khí E này, chúng ta quan trọng có B, B đằng sau nó không có nói gì hết em ơi. Như vậy bài này nó vẫn dễ thôi, không khó. Ok. Như vậy đây mình giờ mình thêm cho nó vô, giả sử đây là NaOH dư đi. Được chưa? Như vậy chúng ta có này. Khí A đi tác dụng với NaOH. Rồi. Tác dụng với dung dịch NaOH. Thì khi đó chúng ta có như sau. Ở đây NaOH chúng ta là một ba giơ tan. Được chưa? Do đó CO2 và SO2 chúng ta là hai oxit axit có thể tác dụng được với ba giơ tan để tạo ra muối. Được chưa nào? Nhưng trong trường hợp này người ta không nói gì cả, em hiểu không? Không biết là thằng này có dư hay không dư. Rồi đây mình cho NaOH dư vô đi cho nó rõ cái đề, bởi vì đây nó chưa rõ mà, làm sao biết bao nhiêu phương trình phản ứng, cho tác dụng với NaOH dư đi. Rồi. Cái đó là gì? Khi đó chúng ta sẽ có khí này. Cái phương trình thứ ba. Cả CO2 và SO2 chúng ta đều tác dụng. Ở đây không có thứ tự em nha, vai trò như nhau hết á. Vì nó giống nhau mà, đâu có gì đâu mà phải thứ tự. Do ba giờ dư chúng ta sẽ tạo ra muối trung hòa cộng cho nước. Được chưa? Rồi ok, bây giờ này. Rồi chúng ta sẽ thu được dung dịch B và khí C. Như vậy dung dịch B chúng ta thu được gồm gì? Quên nào, dung dịch B gồm gì em? C Na2CO3 Na2CO3 tiếp tục. Na2SO3 Tiếp tục. H2O Nước 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 đâu phải là dung dịch, nước là dung môi. Còn hết. Dạ Na2OH dư thầy. Đúng rồi, em đã trưởng thành. Cảm ơn. NaOH dư. Chính vì thiếu NaOH dư dẫn đến bài này làm sai. Khí C chúng ta là gì? Khí C chúng ta là oxy dư. Ok chưa? Rồi, tiếp. Bây giờ người ta cho khí C đi qua hỗn hợp thằng này nung nóng thu được. Em ơi. Từ 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 nha, từ 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 kiểm soát lại đề nha. À đây, cái B này chúng ta đã biết được chính xác rồi. Cho khí C đi qua CuO. Nghe 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 nghe. Cái chỗ này mới đẳng cấp này, cái chỗ này mới đẳng cấp này. Trong trường hợp này là chính xác, là chúng ta đã hiểu sai rồi. Cho khí C, nếu là oxy thì oxy chúng ta không tác dụng với CuO.
và không tác dụng với MGO. Do đó thì cho hoàn toàn chính xác. Chúng ta nghe kỹ. Trong trường hợp này thầy sẽ bỏ từ dư đi. Chính xác là điều đó đúng rồi, em không thể sai được. Như vậy trong trường hợp này mình đã làm sai rồi. Làm sai như thế nào? Bây giờ thầy sẽ phân tích cho bạn. Chúng ta phải sửa lại. Và chúng ta nghe kỹ. Nghe kỹ nha. Ở đây là gì? Người ta cho cái khí, cho khí A là chắc chắn là ba khí này rồi. Được chưa? Đổi qua NaOH thì thu được dung dịch B và khí C. Bây giờ nếu mà ở đây thầy cho tạo ra muối trung hòa, nghe kỹ nha, nếu tạo ra muối trung hòa thì sao? Thì chúng ta chỉ thu được khí oxy, mà khí oxy thì không tác dụng được với MCO và MgO. Hiểu không em? Được chưa? Thì chúng ta lại trở về sơ đồ thế kỷ ABNRK. Đây, cái thằng mà tác dụng được với máy oxy kim loại là máy cái thằng này đây, C, CO, hydro và nhôm. Như vậy trong của hỗn hợp của chúng ta đã có gì rồi? Có oxy rồi, như vậy phải có CO2 nữa. Khi đó là C cộng cho CO2 cộng cho C. Cũng chưa được ta. Cũng không đúng. Như vậy trong trường hợp này, hỗn hợp A mà làm ban đầu là chưa chính xác. Nghĩa là chúng ta sai lầm là từ hỗn hợp khí A này. Em hiểu. Nghĩa là trong trường hợp này ngồi như thế này, nghe kỹ nha. Bắt đầu nó phức tạp ở đoạn này này. Nghĩa là gì? Khi CO2 chúng ta tác dụng với oxy thì carbon tác dụng với oxy thì tạo ra CO2, nhưng vẫn có thể tạo ra một khí nữa, đó là khí CO. Em hiểu không ạ? Vì sao thầy giải thích điều này? Trong trường hợp này người ta nói là không xảy ra hoàn toàn. Như vậy chỗ này thầy sẽ sửa lại chút xíu. Đây là phương trình 3 này. Từ từ nha, nói lại đoạn này. Đó là chúng ta định hướng ngay từ đầu là sai rồi đó. Bởi vì mình thấy là cái chính cái đoạn C mà qua CuO với MgO là chúng ta đang bị. Tức là ở trong này carbon chúng ta vẫn có thể tác dụng được với oxy để tạo ra một khí nữa, đó là khí CO. Được chưa em? Được không ạ? Được chưa? Rồi, đây là 2 này, đây là 3 này. Rồi, lưu huỳnh này cộng cho oxy này để biến thành SO mấy? SO2. Được không em ạ? Ok, tiếp tục. Như vậy khi đó chúng ta khí A này, khí A bây giờ chúng ta mới chính xác được là có CO2 này, SO2 theo thứ tự đi, CO và SO2 này. Bây giờ khí A gọi loại qua NaOH thì chúng ta thu được dung dịch B và khí C. Như vậy đây, đây khí A tác dụng với dung dịch NaOH. Ở đây mình giả sử là nó dư đi, thì khi tác dụng thì sao? Thì CO2 và SO2 chúng ta sẽ phưởng hết. 4 này. CO2 tác dụng với NaOH để tạo thành Na2CO3 cộng cho H2O. Các bạn đây là 2. 5. SO2 chúng ta đi tác dụng với NaOH để tạo thành Na2SO3 cộng cho H2O. Bây giờ giả sử NaOH dư nha. Như vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ thu được khí, người ta nói là gì? Chúng ta sẽ thu được dung dịch B và khí C. Như vậy dung dịch B này, dung dịch B chúng ta chứa là Na2CO3, Na2SO3 và NaOH có thể dư. Tức là sau phưởng này nó có thể dư. Vì sao nó phải dư? Vì để cho nó hấp thụ hết mấy thằng này, em hiểu không? Đó. Và khí C bây giờ chúng ta thu được là gì? Khí C là gì? Là CO. Em hiểu đoạn này chưa nè? Được chưa? Khi đó cái khí C này cho qua đây thì nó mới phưởng được, đúng không em? Vậy nữa. Rồi, khí C chúng ta đi tác dụng với CuO và MgO. Khí C là CO tác dụng với CuO và MgO. Này. Còn đây oxy dư này em ơi. Quay oxy dư nữa. Như vậy khí C chúng ta còn có oxy dư nữa đúng không? Vậy. Tiếp tục là gì?
Chúng ta sẽ có khí C là gồm có CO và oxy dương. Ví dụ 3 thằng này thì bạn biết là trong trường hợp này là COO chỉ tác dụng được với CO thôi để biến thành CO cộng cho CO2. Đây là phương trình số 6. Nghe thầy nói lại cái sơ đồ thế kỷ này. Được chưa? Mình nhớ nha. Rồi cái này thì chỉ từ kẽm cho đến đồng thôi, hiểu không ạ? Magie chúng ta đâu thuộc vùng này đâu tác dụng. Được chưa em ơi? Giáp sắt này nhớ sang phố hỏa cửa này, đồng tác dụng này magie chúng ta không có trong này, không tác dụng. Em hiểu được này chưa? Rồi người ta nói gì đây? Người ta nói gì nữa đây? Thì chúng ta thu được rắn D và khí E. Rắn D và khí E. Như vậy chúng ta rắn D bây giờ gồm gì? Rắn D gồm có đồng không phản ứng đúng không em? Và gì? MgO đúng chưa em? Đúng chưa? Được chưa nào? Rồi giờ khí C, khí gì đây? Khí gì đó? Khí E. Khí E bây giờ gồm gì? Khí E này, khí E chúng ta gồm có oxy dư, đúng không? Oxy thì bỏ dư đi, dư đoạn đầu thế này thì khỏi dư rồi. Và CO2, được chưa em ơi? Cái đây em hiểu chưa? Rồi thầy. Bây giờ chúng ta coi lại đoạn này chút xíu nữa. Cho khí C qua hỗn hợp này, đun nóng thu được chất rắn E và khí chất rắn D và khí E. Rồi, lội khí E qua CO lần thu được tủa và tủa F và dung dịch cờ. À, như thầy đã nói các bạn là cái gì? Tủa đây là để tạo ra tủa và dung dịch cờ thì ở trong trường hợp này nó sẽ tạo ra hai muối đúng không? Đúng không em? Đúng chưa em ơi? Như vậy tức là dạ, thầy. Nó sẽ tạo ra CaCO3 và CaHCO3, tất cả hai em hiểu không ạ? Được chưa, được chưa? Rồi đây. Bây giờ cái khí E này cho qua đâu? Cho qua CaOH lần. Thì đây chúng ta sẽ có, đây là 7 này, đây là 8 này. CO2 chúng ta tác dụng với CaOH tất cả 2. Và đây em sẽ tạo thành CaCO3 tủa trắng này. Cần tra lại bảng tính đan không em ơi? CO2 chúng ta đi tác dụng với CaOH hai lần để tạo ra CaHCO3 tất cả 2. Được chưa? Các bạn ra là 2. Rồi, như thầy đã nói là khi nó tạo hai muối thì trong trường hợp này chúng ta sẽ không có CO2 dư và cũng không có CaOH hai lần dư. Như vậy trong trường hợp này tủa F của chúng ta là CaCO3 và dung dịch cờ là CaHCO3 tất cả 2. Như vậy khi đó em sẽ có tủa F và dung dịch cờ. Tủa F là CaCO3 và dung dịch cờ là CaHCO3 tất cả 2. Em hiểu chưa? Hả? Tao đây hiểu chưa em ơi? Còn oxy nữa thầy. Oxy chúng ta là khí mà em đã đầu nằm trong cái dung dịch này đâu. À dạ đây. Được chưa, được chưa? Rồi bây giờ này, người ta nói tiếp này, cho thêm cao H và G lại xuất hiện cái tủa F, được chưa? Rồi bây giờ có như sau, chúng ta có này, cái phương trình số 8, giờ là phương trình số 9, CaHCO3 tất cả 2, người ta cho gì vô, lại đọc lại quen nữa rồi, và cả Lâm Cẩm, cho cao H vào đúng không? Rồi, cao H vào. Mà cao H có dư không đã? Lại nữa, chúng ta đọc kề kỹ. Có cái dư không em ơi? Không có dư. Lại xuất hiện cái tủa và đun nóng G lại thu được tủa ghét, tủa F. Như vậy đây mình cho nó dư đi, giả sử nó dư đi vì người ta không cho mình có quyền mà. Em hiểu không ạ? Như vậy để thầy cho nó dư thì nó sẽ xảy ra hoàn toàn. Khi đó là gì? Dư là gì? Trong này có bao nhiêu axit? Trong này bao nhiêu axit? Hai axit để một ba giờ chưa đủ, phải là bao nhiêu ba giờ? Hai ba giờ. Thì cái đó nó sẽ tạo thành CaCO3 tủa trắng này. Cộng cho gì? K2CO3 cộng cho hai nước.
Được chưa em ơi? Tới đây hiểu chưa? Rồi thầy. Bây giờ là thầy sẽ phép các bạn một xíu nha. Thầy cốp cái đề này xuống dưới đây. Bỏ dưới này, chúng ta nhìn dưới này cho dễ, nhìn cho nó gần nhất có thể đi. Trên dưới nhìn đều được hết. Đó, ok. Rồi, ở đây người ta kêu là thêm g vào cao hát này. Được chưa? Thì chúng ta lại xuất hiện cái tủa. Cái tủa đây là cái tủa F, đúng không em? Rồi đun nóng g cũng thu được tủa F. Đun nóng g, g chúng ta là thằng này, giờ đun nóng 10. Đun nóng thì cái thằng CaH, CO3, tất cả hai của chúng ta, tất cả các muối hydro carbonate chúng ta đều bị nhiệt phân em nha. Tí nữa thầy sẽ cho em nhận xét. Thằng này nó sẽ tạo thành CaCO3 tủa. Đã đúng tủa G chưa? Đúng tủa F chưa? Tủa trắng này. Cộng cho CO2 cộng cho H2O. Tí nữa mình sẽ cho lục cái phần này. Tiếp này. Rồi. Tức là hết cái ý thứ ba rồi này, ý thứ tư này. Cho phần 2 là khí A. À, còn lại qua P2O5 xúc tác 450 độ C. 450 độ C. Thì thu được khí M. Khí M cho qua BaCl2 xuất hiện cái tủa N. Đó, ok. Khí A chúng ta là gồm gì, chúng ta liệt kê lại đã. Khí A chúng ta gồm có 4 khí: CO2, CO, SO2 và oxy dư. Đây. Khí A này gồm có CO, CO2, oxy dư và gì? Và SO2, được chưa em? Bây giờ người ta cho gì vô? Người ta cho xúc tác V2O5 vô. Bạn biết cái phương trình này không? Cái này rất là dễ luôn em nha. Như vậy khi cho V2O5 vô thì chúng ta sẽ ra cái phương trình số 11 này. Cái đầu hai chúng ta sẽ đi tới dùng với oxy. Cái đây là quá trình điều chế axit sulfuric trong công nghiệp. Ở đây mình dùng là xúc tác là V2O5. Và nhiệt độ chúng ta dùng là 450 độ C. Được chưa? Khi đó nó sẽ tạo thành SO3. Được chưa em? Các em hiểu chưa? Các bạn đây là hai này, đây hai này. Cái này mình học trong cái sơ đồ điều chế axit sulfuric trong công nghiệp á, ở trong trong công nghiệp á, mình nhớ chưa? Dạ Rồi. rồi thầy. Bây giờ khi đó người ta nói là gì đây? Chúng ta thu được khí M, đúng không? Khí M bây giờ gồm mấy khí? Khí M gồm có này, CO này, CO2 này, oxy dư đúng không? Oxy có dư nữa không? Để ta đọc cái đề kỹ đã. Đề không nói gì thì oxy chúng ta vẫn có thể dư, đúng không em? Oxy dư. Và SO3. Được chưa? Rồi, ở đây đề không nói gì thì SO2 chúng ta vẫn có thể dư, vì đề không nói là có thằng nào dư hết mà. Được chưa? Như vậy trong hỗn hợp khí M này thì thằng nào tác dụng được với gì? Với BaCl2. Thì nhiều bạn không biết điều này đúng không? Như vậy chúng ta biết là trong dung dịch BaCl2 chúng ta có hai chất, một là BaCl2, hai là nước. Vì dung dịch là sự đồng nhất giữa dung môi và chất tan, em hiểu điều này không ạ? À? Dung dịch là đồng nhất giữa dung môi và chất tan, tức là trong dung dịch chúng ta hiển nhiên có nước và chất còn lại là chính nó, BaCl2. Em hiểu điều này chưa? Như vậy trong hai trong mấy thằng này thì bạn suy luận như thế này. Thì mấy thằng này là oxy axit và khí thì làm gì tác dụng được, nhưng bạn quên mất một điều, trong dung dịch có nước. Được chưa? Thằng này tác dụng với dung dịch BaCl2. Được chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ có như sau. Thì trong hỗn hợp này thì SO3 chúng ta sẽ tác dụng được với nước có trong dung dịch thằng này để tạo thành H2SO4. Đúng không em? Sơ đồ điều chế axit sulfuric trong công nghiệp đây. Được chưa? Chính H2SO4 sinh ra sẽ đi tác dụng với BaCl2 để tạo ra tủa. Được chưa em ạ? Thằng này tủa màu trắng này. Đó. Rồi. Theo đề yêu cầu chúng ta là gì đây? Thu được tủa N. Giải xong rồi chứ nữa. Tủa N là BaS4. Tủa N là BaS4. Như vậy chúng ta đã làm xong hết câu này. Đề yêu cầu chúng ta này. Xác định thành phần A, B, C, D, E, F, G, M, N. Ta đã làm xong hết rồi đây em.
Chúng ta trở lại bài này một lần nữa, chứ chúng ta đi qua một vòng là không hiểu gì đâu. Nghe vòng 2. Ở đây người ta cho hỗn hợp, đốt cháy hỗn hợp gồm có carbon và lưu huỳnh trong khí oxy dư, thu được hỗn hợp khí A. Mấu chốt ở đây là đoạn này người ta không nói là phản xạ ra hoàn toàn. Cái đó là chúng ta biết là carbon tác dụng với lưu huỳnh để tạo ra CO2. Lưu huỳnh cộng cho oxy chắc chắn sinh ra SO2. Thì đây chắc chắn là phản số 1 và phản số 3 chúng ta sẽ ra. Như vậy hỗn hợp khí chúng ta chắc chắn có hai khí, đó là CO2, SO2, ngồi ra chắc chắn có oxy dư. Nhưng mà chúng ta liệu có oxy CO hay không thì chúng ta phân tích này. Khi cho khí A này loại qua NaOH chúng ta thu được dung dịch B và khí C. Nghe kỹ. Khi cho qua NaOH thì ở đây nó sẽ tạo ra muối trung hòa. Vì để cho khí CO2 và SO2 chúng ta hấp thụ hết, hiểu không ạ? Thì trong trường hợp này NaOH chúng ta dư, còn nếu không dư thì vẫn vừa đủ, thì hai thằng này cũng hết và thông thường là người ta dùng thằng này dư. Ok chưa? Như vậy khí C mình thu được ở đây chỉ có oxy. Đó, mình nói như những gì mình đang làm á. Nếu như vậy á thì khí oxy này nó không tác dụng được với CO và MgO, đúng không? Trong tất cả các khí thì khí mà tác dụng được với CO và MgO đó là anh chị con Hà ăn cắp oxy. Anh là nhôm, chị là carbon, con là CO hydro, được chưa? Chỉ mấy thằng này mới tác dụng được thôi. Như vậy trong trường hợp này buộc trong hỗn hợp chúng ta phải có khí CO. Như vậy lý do khí CO chúng ta có là do carbon chúng ta có thể tác dụng với oxy để tạo ra một khí nữa là CO. Mình chỉ cân bằng đặt đây hai, đặt hai nha. Như vậy khi đó chúng ta mới loại ra phương trình hai này. Em hiểu chưa nè? Em hiểu đi điều này chưa? Tại sao có khí CO? Hiểu điều này chưa Lâm ơi? Dạ hiểu thầy. Được, ok. Khi đó này, khi đó là người ta chia hỗn hợp khí A là gồm này chia làm hai phần bằng nhau, được chưa? Phần một là loại qua thằng này thu được khí C. Khí C là đây. Khí C ta bây giờ gồm có hai khí. Và trong hai khí này thì chỉ có CO dớt cái thằng gì thôi, dớt cái thằng MCO thôi. Vì sao vậy? Đây, lại sơ đồ thế kỷ này. Đây, thằng này dớt CO này, thấy không? Thấy cho em. Chỉ có những oxit chạy từ kẽm cho đến đồng thôi thì mới tác dụng được với CO. MgO chúng ta không nằm trong vùng này, như vậy không tác dụng. Như vậy trong này chỉ có CO tác dụng, MgO không tác dụng. Như vậy rắn đê thu được gồm có một hai thằng này và khí E. Khí E chúng ta gồm có CO2 tạo thành, được chưa? CO2 tạo thành và gì, và gì, và oxy dư vì oxy không phản ứng. Tiếp xong rồi đó. Bây giờ người ta cho khí E qua thằng này, mà để cho thầy một chút xíu nha. Khi người ta cho khí E mà trong đó có oxit axit tiêu qua ba giờ tan, được chưa? Mà ở đây người ta kêu thu được tủa và dung dịch, thì em khẳng định cho thầy dung dịch đây 99% là muối. Bởi vì muối nó rất là nhiều tính chất. Và có thể khẳng định thêm luôn, vì khi cho cao hát vô lại có tủa. Như vậy điều này chứng tỏ là chắc chắn nó phải chứa muối rồi. Vì nếu mà trong này chứa ba giờ dư thì ba giờ với ba giờ làm sao chơi nhau được, đúng không bà con? Được không em? Như vậy trong trường hợp này buộc là gì? Khi cho vô nó sẽ là tạo tủa trắng và dung dịch đây. Như vậy cái tủa F chúng ta là CaCO3 và dung dịch G là CaHCO3 tất cả hai. Ok chưa? Ok chưa nè? Rồi cho KOH vô là G này thu được tủa. Mình giả sử là KOH dư đi, vì đề không cho mà, được chưa? Như vậy cho là nó dư đi thì đây, bởi vì nó không ảnh hưởng tới cái gì cả. Còn ở đây này, ở đây nó sẽ ảnh hưởng khi nào? Em nghe kỹ. Ở đây người ta gọi là gì? Thêm KOH vào G là thu được cái tủa F và dung dịch gì đó, thì người ta sẽ cho là thằng này dư hay không dư. Em hiểu không ạ? Nhưng mà ở đây người ta chỉ quan tâm tới tủa thôi, còn kia kệ nó, không ảnh hưởng. Rồi đun nóng G chúng ta thu được cái tủa F. G đây, G chúng ta là thằng này. Khi đun nóng thì tất cả các muối hydro carbonate chúng ta đều bị nhiệt phân cả. Tí nữa thầy sẽ cho bạn cái luật số 10 này. Tiếp dưới này đi, người ta cho gì? Phần 2 là gồm có khí A này lội qua V2O5 xúc tác 450 độ C. Bạn lưu ý đây là phản của SO2 kết hợp với oxy để tạo thành SO3, được chưa? Và chúng ta có phương trình đây. Bởi chỗ này người ta không nói gì, tức là phản này oxy có thể dư, SO2 có thể dư. Như vậy hỗn hợp khí M chúng ta có tất cả là 5 khí để tác dụng với BaCl2. Cái đoạn này là thông thường chúng ta bị sai lầm này. Nghe kỹ nhá. Cái đoạn này thông thường chúng ta bị sai lầm. Chúng ta nhớ là trong tất cả hỗn hợp của chúng ta là có oxit và khí, thì oxit và khí chúng ta không tác dụng với muối, đúng không? Mẹ mày mẹ tao đó nào tao, đúng không? Mình học tính chất của muối rồi này, coi lại tính chất của muối này. Tính chất của muối đâu ta? Đây.
Mũi này, mẹ mày mẹ tao đánh anh tao, đúng không em? Mẹ tao đánh ba bố tao thì cái này không có này, vì không có bố này. Mẹ tao đánh má tao không có má bỏ này, không có này. Như vậy em nghi vấn liền cho thầy là mà nó sẽ rơi vào tính nhất đầu tiên, mẹ tao đánh anh tao. Giờ BACL hay là mẹ tao cho nữa, mũi tao mà. Như vậy chúng ta phải lấy được axit, mà lấy axit thì bằng cách là chúng ta có thể nghĩ tới được là gì? Vì chúng ta có một cái tính chất mà mình lãng quên mất, đó là oxit axit chúng ta có thể tác dụng được với nước để tạo ra axit tương ứng. Và SO3 chúng ta tác dụng với nước để tạo thành H2S4, và chính H2S4 sinh ra tác dụng với BaCl2 để tạo tủa và HCl. Tuy nhiên ở đây như bạn có kêu là thầy ơi em muốn hỏi câu là tại sao SO2 vẫn tác dụng được với nước đúng không? Vì SO2 chúng ta là một oxit axit nhưng phân hai chiều. CO2 cũng là vậy, nhưng mà do đó người ta sẽ không cho xét nó phân này. Chúng ta chỉ sẽ khảo sát ra là gì? Đó là một chiều thôi. Và khi đó nó mới tạo ra được cái tủa, em hiểu không ạ? Em hiểu điều này chưa Long ơi? Nghĩa là CO2, cả CO2 với SO2 là cả hai thằng này đều tác dụng với nước, đều tạo thành axit tương ứng, nhưng do hai thằng này là phân hai chiều, do đó ở đây chúng ta không khảo sát, bởi vì phân hai chiều thì cái lượng nó tạo ra rất ít, là không đủ để tác dụng được với BaCl2, em hiểu chưa? Được chưa nào? Đó, do đó ở đây là chỉ có xảy ra phân của SO3 với nước là như vậy. Chứ đúng là cả CO2 và SO2 chúng ta đều tác dụng được với nước, nhưng nó là phân hai chiều để tạo thành H2SO3 rồi H2CO3, được chưa? Như vậy cái đó chúng ta thu được cái tủa là BaF4. Như vậy trong bài này chúng ta rút ra những bài học kinh nghiệm gì? Đó là thầy sẽ khai thác cho các bạn điểm mấu chốt là phân số 10 và cái điểm mấu chốt là phân số 12 và 13, ok chưa? Bây giờ thầy bổ sung kiến thức này. Rồi chúng ta ghi cho thầy như sau. Phân nhiệt phân. Em ơi, mình có như sau. Mình nhiệt phân này, nhiệt phân chúng ta được chia thành hai trường hợp. Nhiệt phân muối carbonat, muối hydrocarbonat. Đầu tiên thầy khảo sát cho bạn đó là trường hợp nó là kim loại hóa trị 1. Đây. RHC3. Kim loại H1 là R. Kim loại H1 là R, RHC3. Chúng ta đi nhiệt phân. Và đây mình sẽ tạo thành R2CO3 cộng cho CO2 cộng cho H2O. Bây giờ các bạn là 2. Rồi, ví dụ NaHCO3 chúng ta đi nhiệt phân. Cái chữ ẩu quá. NaHCO3 nhiệt phân. Em sẽ tạo thành Na2CO3 cộng cho CO2 cộng cho H2O. Được chưa? Hoặc là gì? KHCO3. Chúng ta đi nhiệt phân. Tạo thành gì? K2CO3 cộng cho CO2 cộng cho H2O. Ok chưa? Cái thứ hai là kim loại hóa trị 2. Ở đây mình cụ thể mình sẽ lấy cho bạn cái tổng quát luôn. Kim loại hóa trị 2 thì nó sẽ ra hai phản ứng. Đầu tiên là RHCO3 tất cả hai đi nhiệt phân. Thì nó sẽ tạo thành R2 sorry, RCO3 cộng cho CO2 cộng cho nước. Hiểu điều này là có thể hiểu hết. Rồi, tuy nhiên ở đây mình lưu ý này, khác với kim loại hóa trị 1. Kim loại hóa trị 1 thì nó chỉ sẽ ra phản ứng nhiệt phân của muối HCO3 thôi. Muối R2CO3 chúng ta là muối carbonat thì không bị nhiệt phân, nhớ nha. Nhưng đối với kim loại hóa trị 1, hóa trị 2 thì sẽ bị nhiệt phân. RCO3 chúng ta tiếp tục bị nhiệt phân nữa để tạo thành RO cộng cho CO2, được chưa? Nếu nhiệt phân thằng này hoàn toàn thì chúng ta sẽ trải qua hai công đoạn như thế này. Cái màu này nó chói quá, đổi màu đi. Ví dụ này, ví dụ đây mình lấy này, ví dụ mình lấy là Ba đi. Hồi nãy lấy CA rồi, chờ lấy Ba. BaHCO3 tất cả hai lần em đi nhiệt phân. Thì đầu tiên nó sẽ tạo thành BaCO3 cộng cho H2O cộng cho CO2. Nhưng cái thằng BaCO3 này tiếp tục bị nhiệt phân. Được chưa? Để tạo thành gì? BaO cộng cho CO2. Rồi bây giờ thầy sẽ lấy cho bạn có hai cái trường hợp đặc biệt luôn để chúng ta học luôn. Đã học là học cho tới tận cùng chân mày luôn.
3. Mà lấy cái nhiệt phân của FeHCO3 tất cả 2. Đây. Thì đầu tiên là FeHCO3 tất cả 2 của chúng ta sẽ bị nhiệt phân để tạo thành FeCO3 cộng cho CO2 cộng cho H2O. Thằng này tiếp tục bị nhiệt phân. FeCO3 chúng ta bị nhiệt phân để tạo thành FeO cộng cho CO2. Đây là nhiệt phân trong môi trường không có không khí. Bây giờ không có không khí. Còn nếu có không khí thì nó sẽ ra thêm một phương phụ nữa. Tức là hai cái phương trình trên này vẫn sẽ ra, em hiểu không? Thêm một cái phương trình nữa. Đó là FeO sẽ đi tác dụng với oxy có không khí để tạo thành Fe2O3. Hồi nãy ta nhắc cái này rồi, không biết bạn có để ý không? Đây này, mình cân bằng này, đây là lẻ này, đây là chẵn này, thì đặt đây 2, thì đây 4 này, đủ này. Tiếp tục, chúng ta có cái số 4 nữa, là chúng ta hết cái thằng này, NH4HCO3 chúng ta đi nhiệt phân. Rồi, cái chỗ này thì đây là cái chỗ mà chúng ta chưa được biết, bây giờ thầy giảng cho bạn biết. Nó sẽ tạo thành NH4 hai lần CO3 cộng cho CO2 cộng cho H2O, cộng bằng đây là 2, được chưa? Sau đó cái NH4 hai lần CO3 này chúng ta đi nhiệt phân. Nhiệt phân ra gì? NH3CO2 cộng cho H2O, nó cộng bằng đây là 2, được chưa? Lưu ý là cái chỗ này thì nó hơi khó ha em ha, cái chỗ này là trường hợp đặc biệt, được chưa? Cái NH4HCO3 chúng ta là muối này, thì nói lại chỗ này bạn hiểu. Chúng ta nhìn vào bảng tính năng này. NH4 chúng ta giống như một kim loại nha. Khi mà em giải một cái bài toán mà em tìm được cái giá trị bằng 18 á, cụ thể là nitơ là 1 này, nitơ là 14 này, hydro là 1 này. 14 cộng 1 nhân 4 là 18. Em tìm được cái giá trị bằng 18 thì em khẳng định ngay nó là NH4. Chứ không em kêu không có kim loại nào là không đúng. Nó là trường hợp đặc biệt. Nó là cái dạng hợp loại hai nguyên tố, nhưng mà thằng này có thể coi như là một kim loại. Được chưa? Hãy nhớ nha. Tới đây em hiểu chưa? Nhiệt phân em có hai loại nhiệt phân cho máy, nhiệt phân ba dơ này và nhiệt phân muối, mà chúng ta thường gặp hai thằng này hợp này. Coi như là tới đây em gần như hết phần nhiệt phân rồi. Rồi, bây giờ thầy sẽ nói thêm một cái nữa. Rồi, cái SO3 của chúng ta, thầy thêm một cái tình huống khác nữa cho vào dung dịch. Dung dịch ở đây của chúng ta là dung dịch BaNO3 tất cả 2. Cho chúng ta hiểu như thế này. Cái dung dịch này thì thực chất nó gồm có hai thứ. Thứ nhất là nước. Cái thứ hai là BaNO3 tất cả 2. Bản chất là gì? Khi cho vào thì bạn biết là SO3 chúng ta là một oxit axit. Một oxit axit thì không thể tác dụng được với muối. Nhưng mình hãy để ý với thầy là trong cái dung dịch BaHCO3 tất cả 2 lần này, ngoài BaNO3 tất cả 2 thì còn có nước nữa. Như vậy đầu tiên SO3 sẽ đi tác dụng với nước để tạo thành gì? H2SO4, được chưa? Khi đó là gì? Khi đó anh tao này, được chưa? Anh tao sẽ bị mẹ tao đánh, đúng không ạ? Mẹ mày, mẹ tao đánh anh tao, được chưa? Thành đi tang em ha. Đây là mũ tang này, mẹ tao này, đây là anh tao này, axit tang này, tạo thành BaSO4 tủ ơi. Tủ đây là tủ màu trắng. Cộng cho HNO3 các bạn, đây là 2. Xong. Đây là những điều mình cần lưu ý các bạn trong cái bài toán này. Thế thôi. Còn nếu muốn nữa là thầy mình bổ sung cho bạn một kiến thức nữa. Nhắc lại lần cuối cùng. RXOY, đúng chưa? Chúng ta tác dụng với chất khử là CO, thì đây chúng ta sẽ tạo thành kim loại R và khí CO2. Lưu ý, cái R này chúng ta sẽ chạy từ đâu đến đâu? Đó là gì? Giáp sắt. Có chrome nữa, nhớ sang phố. Hỏi cửa đó. Đây là toàn bộ những thằng có thể tác dụng được với khí CO. Giờ ở đây chúng ta sẽ thu được kim loại. Đây là phương pháp dùng để điều chế kim loại, điều chế kim loại R. Thế thôi, hết câu này.